Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ bến phà Gạch Miễu cũ nha, nằm phía tay phải mình á. Này là nằm trên đường Lê Hồng Gấm. Cái này nếu mà bạn quẹo phải cái ngoài đó thì lúc nãy nó làm cái Mỹ Tho Riverside ở ngoài. Nhìn cảnh cũng khá là đẹp đó, ra ngoài bạn ngắm cảnh sông á. Hôm nay thì là 11 tháng 1 rồi nha. Còn nếu mà âm lịch thì bữa nay là mùng 9. Mùng 9 tháng Chạp rồi. Bữa nay mùng 9 thì mình thấy bắt đầu có một số cửa hàng người ta khai trương nè. Dạng như hôm người ta nghỉ dịch á, nay người ta bắt đầu người ta buôn bán lại. Thường thường với mình thì mùng 9 là ngày đẹp mà. Nên bữa nay mình chạy mình thấy cái đường phố nó đông đúc hơn. Quán xá nó cũng đỡ hơn lúc trước nữa. Vẫn còn quán đóng cửa nha, nhưng mà nay có một số bắt đầu đã buôn bán lại rồi. Thường thì bán hàng rong thì ít có ai mà canh ngày khai trương lắm, đa phần là những cái quán xá hai bên. Bên trái mình là Thánh Tịnh Minh Đức. Bên phải mình nó là nguyên cái hàng me luôn, còn bên trái thì mấy cây móng bò này nó nở bông cũng khá là đẹp. Đấy là đa phần là móng bò với bằng lăng nữa mà. Giờ mình đi là khoảng hơn 8 giờ sáng xíu nha, khoảng 8 giờ 15. Mình chạy cái hướng này thì nó hơi chói nắng chút. Ở phía trước mặt mình đó là chợ Dòng Nhỏ nha. Chợ Dòng Nhỏ thì lúc này cũng buôn bán lại nè, để mình quẹo cho bạn coi. Chứ còn bữa hổm thì cách đây khoảng chừng nửa tháng đó là nó không tỏ, nhìn nó thấy gầu lắm. Ở phía trước này gửi xe, xe có mấy chiếc à. Lúc trước thì đa phần là vô chợ nên phải gửi xe mới vô được, còn lúc gà nó vắng quá nên người ta cho chạy thoải mái. Chợ Dòng Nhỏ thì đi vòng có chút xíu à. Ở phía trước mặt mình là nhà Đồng Chợ nha, còn dọc bên đây người ta bán xung quanh. Ở đây thì bán trái cây. Trái cây của mình thì năm nay nó cũng hơi rẻ nữa. Toàn là khoảng 10.000 hoặc là 15.000 để bạn mua được 1 ký rồi. Cũng như sầu vậy là 7.000 1 ký. Thanh long cũng 7.000, thanh long ruột đỏ. Có sầu riêng thì nó mắc chút thôi. Còn mấy cái kia thì cũng khoảng chừng 20.000 đổ lại à. Ở đây thì bán rau củ quả. Cái này mấy bạn đi thẳng luôn thì đi ra ngoài Mỹ Tho Riverside luôn nha. Ở ngoài bờ sông mà, mình vào trái đây. Chỗ này thì chợ nhà cá. Cái chỗ này là bán cá chứ không phải là chợ nhà cá nữa. Lúc gà thì thịt cá nó cũng rẻ lắm. Nếu bạn muốn ăn rẻ thì ăn cá biển. Cá biển thường thì có 30-40 ngàn ký. Thịt heo thì cũng khoảng 60-70 à. Nếu mà tính ra lúc gà thì mua rau củ quả đâu thì nó mắc hơn là mua thịt cá. Mua rau củ gà mình thấy nào cũng lên á, còn thịt cá thì giá nó cũng bình bình. Ở đây thì lúc gà người ta mở lại, người ta bán lại nó đỡ hơn lúc trước nha. Lúc trước thì nó vắng dữ lắm. Lúc trước thì phía gần ngoài lộ người ta bán mà, nay thì chợ bắt đầu hoạt động lại nè. Như lúc gà thì nó gần Tết nữa, mà người ta có nhu cầu người ta mua sắm nhiều hơn. Bởi vì nên nhiều người ta cũng mở ra, người ta buôn bán được hơn lúc trước. Thường mấy năm trước mà Tết cỡ này nè, nay còn gần chừng 20 ngày nữa gì là mấy bạn đi chợ là nó đông kinh khủng lắm. Tại vì bữa nay mùng 9 rồi. Nay là như là 29 mùng 1 thì chắc còn khoảng 20 ngày nữa. Ngày nay là người ta đi chợ cũng dữ hơn lắm, mà nay nó cũng không khí Tết nó cũng hơi eo uột một tí. Nhưng mà nó đỡ hơn hồi tháng rồi đi ngang mấy cái chợ, mấy cái nhà cửa nhìn thấy gầu lắm. Bách Hóa Xanh lúc gà nó cũng không có đông như trước nữa. Lúc gà nó cũng hơi eo uột nữa. Giờ mình sẽ quẹo trái qua đường Trần Hưng Đạo nha. Nếu bạn quẹo phải thì đi ra ngoài bờ sông. Mấy cái đường này dạch thông ra bờ sông hết trơn. Khi bên trái mình thì có hàng hủ tiếu Sáu Sen nè.
sát bên có quán phở thủ nó mới mở sau này, thấy mình thấy cũng đông ghê. Hủ tiếu xào xiên bên này thì có bán buổi sáng, hay trước có bán cơm tấm nè. Hôm nay mình thấy nó đóng cửa suốt luôn nè, thấy là quán lại rồi. Nay mùng 9 là ngày đẹp mà, thường mùng 9, 19, 29 như vậy mà thấy người ta mở quán người ta lựa mấy ngày đó mà. Còn mấy ngày kỵ hình như là mùng 7, 14, 23 vậy. Mình nhớ mang máng là vậy. Ở đây cũng có nhiều quán người ta còn đóng cửa này chưa mở nha. Nhưng mà mình thấy từ từ rồi đói quá người ta cũng mở hết à. Tại vì dưới quê mình thì giờ nếu mà đóng cửa suốt thì không buôn bán lấy tiền đâu giờ. Tại vì người ta cũng phải gán cắn răng người ta mở. Nhiều khi mấy cái quán xá hai bên đó là coi chưa có người thuê. Cái còn thường bán ở ngoài chợ là đa phần bạn hàng người ta giờ người ta bán gần đầy đủ hết rồi. Lúc gầy thì dịch nên đường phố hai bên bạn thấy sạch trơn luôn. Với xe cộ nó cũng ít hơn lúc trước nè. Này mình chạy chút xíu mình sẽ quẹo qua bên ngay chỗ chợ Hàng Còng nha. Nó cái hẻm chợ Hàng Còng phía trước mặt mình á. Này nó cũng buôn bán nhộn nhịp lại rồi. Chứ lúc trước thì đi nó cũng vắng kinh khủng lắm. Chừng nào mà không cho xe vô được thì nó mới đông dữ. Chứ còn xe chạy được thì nó cũng còn được được chứ không đến nỗi nào. Đó đây thì bán mắm, bán cá, bán rau, bán bún. Rồi này là đậu hũ. Nó rau củ quả. Lúc trước là con đường này mình mỗi lần mình nhớ mình đi là mình bơi không mà chứ không có chạy thoải mái gì đâu. Ở bên trái thì có một số người ta vẫn chưa có mở cửa lại. Chỗ này bán quần áo với ba cái ga đâu. Thường thì buôn bán ở chợ là cái dịp Tết là người ta bán đắt lắm. Thường mấy ngày cận Tết vậy nè. Thường bây giờ là khoảng tới lối hăm mấy là người ta mua bán được dữ thần lắm. Đặc biệt là bữa 23 hình như là bữa đuông táo gì trời. Mấy bữa đó là mua sắm kinh khủng luôn. Nay mùng 9 thì bắt đầu người ta đi chợ cũng nhiều nhiều rồi. Còn mình thì năm nay chắc mình khỏi sắm đồ Tết. Nhà thì có trồng sẵn mấy cái bông rồi. Tết thì nó nở ra cắt vô chân cái xong. Ở đây thì bán cá, bán gà. Những lúc gà thì mình thấy người ta cũng quen với dịch dần rồi. Người ta không còn sợ như lúc trước nữa. Tại vì giờ hàng xóm nhiều khi xung quanh này cũng đã có người bị hết rồi. Người ta có chia sẻ kinh nghiệm. Nên nó không còn cái tâm lý mà sợ chết như lúc trước nữa. Lúc trước thì giờ, giả sử như nguyên cái xóm chưa có ai bị hết á. Nên ai cũng phập phồng lo sợ. Giờ cái xóm nhiều khi có thể là nửa cái nó đã bị rồi. Nên giờ người ta cũng không còn sợ nhiều nữa. Như bây giờ thì giá xét nghiệm nó cũng rẻ hơn á. Xét nghiệm giờ thì khoảng 70-80 à. Chứ không phải là 200 mấy như lúc trước. Lúc trước hình như là 208 á. Nghe xét nghiệm cái là thấy mệt tới. Lúc gầy xét nghiệm thì cũng rẻ. Như không có còn cái vụ mà phong tỏa lắm gầy thì đa phần người ta cách ly tại nhà cũng được. Nên cái tâm lý sợ bệnh của người ta thì cũng ít đi. Chứ bệnh thì mình thấy càng ngày càng nhiều á. Nhưng mà giờ người ta bắt đầu người ta buôn bán lại. Ở phía trước mặt mình là đường Lý Thường Kiệt nha. Nhà mình sẽ quẹo phải nha. Quẹo trái thì cái hướng đi về Trung Lương. Còn đây mình sẽ quẹo phải. Nhà mình đi xuống cái hướng cầu quay xuống dưới nước rồi. Cái đường mình chạy hướng này hơi bị chói nắng nha. Thường thì đường phố này buổi sáng thì nó rất là đông với thêm buổi chiều nữa. Ở trước mặt mình là giếng nước, phía bên phải là giếng nước nhỏ nha, còn phía bên trái là giếng nước lớn. Thường thì dọc giếng nước thì mấy cái quán cà phê với mấy quán ăn sáng bán rất là đắt. Ở đây thì người ta thả ba cái lục bình nè. Lục bình này thì chưa có nở bông. Chắc cũng gần, chắc chừng nửa tháng rồi nở bông này mình thấy nó già lắm rồi. Lúc trước thì hay thỉnh thoảng người ta có ra câu cá, mà lúc này như cấm câu cá vậy rồi. Mình nhớ đó giếng nước này nhưng có mấy cái đồ mấy cái chiếc tàu đạp dịch nó mà không gà nó dẹp hết trơn. Ở phía phải mình ở chỗ đó là người ta bán cà phê rất là đông. Nguyên cái dãy đường này này đền như đường Gia Xin như vậy. Còn nguyên cái dãy đó là buổi sáng cà phê rất là đông. Buổi sáng với buổi chiều luôn. Trưa cũng có gần như là suốt ngày luôn.
Này mấy bạn quẹo phải thì mấy bạn đi lại ngay chỗ hủ tiếu Cây Bồ Đề nha. Cái Cây Bồ Đề thì ở Mỹ Tho nó cũng khá là đắt. Cái này là mình qua bên đường Gạch Gầm rồi. Bên phải mình là trường học, trường mầm non hay trường mẫu giáo gì đó, hay trường mầm non. Trường như đang sửa sang lại để chuẩn bị cho học sinh đi học nữa mà. Bữa mình đi trên Long An thì mình thấy học sinh ở Long An đi học rồi, nhưng mà ở Bến Tre với Tiền Giang thì mình thấy chưa có ai đi học nữa. Này trái phải hai bên này toàn là cơ quan nhà nước không à. Thường thì trước cửa cơ quan nhà nước thì sạch bong sáng bóng, không có cỏ hay là rác, cũng không có bán hàng rong gì hết đó. Phía bên phải mình là nhà khách Tiền Giang nha. Cái này nếu mà bạn quẹo trái thì cái nó ra ngoài đường Hùng Vương á, ở bên trái mình là đường Hùng Vương, đường rất là lớn. Chứ mình nhớ đường Hùng Vương ngày xưa là nó có chút xíu à, mỗi lần mà học sinh nó tan học á là cái đường nó kẹt cứng luôn á, tại vì 4 năm trường thì nó gom lại có cái con đường đó. Cái đó nếu mà nãy mà bạn quẹo trái ra cái đường Hùng Vương đó, thì bạn đi ra ngoài quảng trường á, thường là lễ Tết rồi nó hay tổ chức hội chợ với chợ bông đồ ngoài đó. Lúc về chợ bông ở vườn hoa Lạc Hồng mà nó về ngoài đó luôn rồi. Còn bên trái mình là Đa Khoa Tiền Giang nha. Còn bên phải thì toàn là cơ quan nhà nước không. Ở đây là đang là trung tâm thành phố rồi. Thường thì trước cửa mấy cơ quan nhà nước thì nó vắng lắm. Chỉ có mấy cái chỗ nào mà trạm y tế hoặc là bệnh viện á, thì hai cái chỗ nó đông thôi. Chỗ thì đi khám bệnh, chỗ thì chích ngừa. Nhưng còn mấy cái kia thì gần như là không thấy ai đâu. Tại vì thường cơ quan nhà nước thì có chuyện người ta mới lại. Giờ mình đâm hẳn cái đường này xuống ngay chỗ sông Bảo Định luôn nha. Gần ngay chỗ Bến Phà Thăng Long á. Ở đây thì đa phần người ta chỉ bán sáng hoặc là bán cà phê rồi thôi. Ở đây thì nó rất là yên tĩnh, như ba cái cây xanh nó mát nữa, với hưởng nắng sáng là khu vực này rất là mát, tại đây toàn nhà cao tầng không à. Ở phía trước mặt mình là đường Trưng Trắc nha, sông Bảo Định luôn. Sông Bảo Định thì lúc ra thì không có đò ghe gì đâu, chạy lại gần chợ nhà cá thì có mấy chiếc ghe cá nó đậu thôi, chứ đò ghe thì nó không còn tấp nập như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình nhớ mình đi đò qua đây nè, là khu vực này hay bị kẹt đò lắm, khoảng chừng 9-10 giờ rồi, là đò hai bên nó đậu như là xe vậy, là nó nghẹt đường, nó nghẹt nguyên cái con sông cũng có nữa. Còn bây giờ thì nhiều khi kiếm một chiếc ghe không ra luôn. Còn phía bên phải mình thì toàn là nhà xưởng, có lộn ba cái dựa không nha, phía bên kia sông á. Nó phía trước mặt mình đó là cầu quay. Mọi bạn đi thẳng luôn rồi đi vô chợ Mỹ Tho. Giờ mình sẽ quẹo xuống cái hướng chợ cũ nha. Có diện hồ mình lúc mình đi về mình sẽ quẹo vô chợ Mỹ Tho cho các bạn coi. Tại bữa nay mình thấy chợ nó hơi đông đông mà chắc chợ Mỹ Tho nay nó cũng đỡ. Chứ bữa rồi thì mình đi qua chợ Mỹ Tho mình thấy nó giống như là mấy ngày Tết, nhìn thấy gầu lắm. Thường thì chợ Tết thì đâu có đông đâu. Chỉ có chợ gần Tết thì nó mới đông thôi. Này qua đường Đinh Bộ Lĩnh nha, phía bên phải mình là chợ đầu mối. Các bạn có muốn mua củ quả gì thì hoàng ở đó mua, nó bán gần như là đủ kiểu hết, toàn là bỏ mối không à. Nhưng phía bên phải mình có cái chỗ là bán thịt heo rất là đắt luôn, mình thấy nhiều khi người ta ship hàng người ta mua. Còn đây quan khỏi quốc tế bữa nay cũng khách cũng đông nữa nè. Lúc về thì ở Mỹ Tho đa phần người ta bán ăn tại quán, có một số người ta vẫn sợ bệnh người ta bán hàng mang về nha. Nói giờ thì bắt đầu người ta bán ba cái đồ Tết đây nè, ba cái giỏ quà, hộp bánh, bao lì xì rồi, với ba cái hoa giả để trang trí rồi.
Về mình thấy phải cái cửa hàng hai bên này nó bán cho cũng được hơn phân nửa ra, nó không có tệ như lúc trước. Lúc trước thì khoảng chừng 20 tới 30% mà. Ở bên trái mình lúc trước là cái siêu thị, nay nó thành cái rạp chiếu phim này. Sát bên trái nó là khu di tích nhà Bạch Công Tử nha. Lúc trước thì làm quán cà phê, nay cũng đóng cửa luôn rồi. Đường này có mấy cây móng bò nó nở bông rất là đẹp. Các bạn thấy cái bông tím tím. Nó nở thì nó rụng hơi bị nhiều, mấy bác vệ sinh quét cũng hơi cực. Tại vì mình thấy cây nó gió thổi qua là nó rụng rồi. Giờ mình cái đường này mình sẽ chạy xuống tới ngay chỗ gần ngay chỗ công an tỉnh nha, ngay chỗ đường Thái Sanh Thành, cái mình sẽ bọc lên đường Học Lạc, mình đi lại chợ cũ rồi mình sẽ vòng lên ngay chỗ chợ Mỹ Tho. Nó cái đường này giờ cây muống bò nó rất là đẹp luôn. Đường này thì đa phần là muống bò với bằng lăng không à, mà bằng lăng ngày nay nó hết mùa rồi, bằng lăng này nó mới nở cách đây khoảng chừng 2 tháng, còn giờ vô mùa cây muống bò. Giống bò anh nở cái bông tím tím rất là đẹp luôn. Ở Mỹ Tho thì đa phần mình thấy trồng ba cái me, ba cái bằng lăng với móng bò là nhiều, chứ không thấy trồng chuông vàng. Còn ở bên Bến Tre mình thì đa phần toàn là bằng lăng không, nói chung là tùy chỗ. Đường này bạn quẹo trái hướng đi ra ngoài chợ cũ nha. Quẹo phải thì cái hướng đi ra ngoài bờ sông cũng được, rú gà ngoài bờ sông, cái khu vực mà từ cầu Gạch Miễu mà nó làm bờ sông nó cập dài xuống tới cảng cá luôn á, rú gà nó làm bờ kè là đẹp lắm. Cái đó buổi chiều 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 mấy bạn ra mấy bạn ngủ nước bạn ngắm cảnh rất là mát luôn. Lúc mà nước lớn đó nha, nhìn nó mát dữ lắm. Nước cạn thì nhìn nó hơi ít mát một tí nhưng mà cũng được, nhưng mà nước lớn thì nhìn thấy nó mênh mông lắm. Nó đi ra đường mà thấy quán xá nó đông đúc, nó thấy nó cũng thoải mái hơn. Còn lúc trước đi ra quán nào quán nấy toàn là ngồi đuổi gùi không à, thấy rất là chán luôn. Với lại cái quán ăn mà thấy vắng mình cũng không muốn mua nữa, sợ ăn đồ ăn cũ giống vậy. Quán bình thường mình ăn thì mình khoái lại mấy cái quán mà đông khách. Đông khách thì có thể là người ta phục vụ không tốt khi người ta làm hơi ẩu, nhưng mà thường đồ ăn thì đa phần nó sẽ tươi mới hơn. Như còn cái quán mà vắng que nhiều khi ăn đồ ăn có mấy bữa trước nó cũng không chừng. Ở đây bạn thấy mấy cây bông bò nhiều chỗ nó rụng tím đường luôn. Mặc dầu là mới quét rồi nha, nhưng mà gió qua là rụng rồi đó, bạn thấy đó. Giống như là con đường hoa vậy. Nó rụng không nhiều nhưng mà nó lai gai nó rụng hoài à. Tại vì trước cửa phòng mình có ăn cây thì đó, nó rụng mà cái gì quét vệ sinh mà bực mình luôn á, đặc biệt là cái mùa gió. Còn một số chỗ người ta vẫn còn giăng dây, nhưng mà mình thấy cũng từ từ người ta quen dần, người ta mở hết rồi. Tại vì ở dưới quê mình lúc gầy đa phần có một số bộ phận người ta chích, bắt đầu chích mũi ba rồi, người già với người trên 65 tuổi với người trên 50 tuổi mà có bệnh nền đó, là hiện tại là đang ưu tiên chích. Còn mũi 2 thì đa phần là tương đối cũng chích gần hết rồi. Nó phía bên phải mình là đường ra cảng cá nha. Chạy ra chỉ chừng 200 m là tới cảng cá à. Mà cảng cá mà đi ra giờ này chắc còn người ta bỏ mối mà, chứ không có ai bán lẻ mà đó đâu. Đi giờ trễ quá. Bạn đi cảng cá mà đi sớm sớm xíu. Khoảng chừng 4-5 giờ vậy. Đi cái giờ đó thì ra nó mới đông tấp nập. Chứ lần trước thì mình nhớ mình đi ra ngoài đó hình như 9-10 giờ ra ngoài đó không còn còn có mấy người à. Thì bên phải mình đó là tháp Liên Hoa với chùa Trường Sinh. Nó xây tháp với xây chùa nhìn rất là hoành tráng luôn. Mùa dịch mà mình thấy cái chùa nào cũng hoành tráng á. Lúc ra là những cái cơ sở tôn giáo là nhìn rất là dữ thần luôn. Nhà thờ hoặc là nhà giảng hoặc là chùa gì cái nào cũng cất lên đẹp á. Đặc biệt là những cái chùa này nó sẽ có những xây những cái tháp hoặc là nó có những cái tượng Phật mới về, tượng Phật toàn là bự không nha.
chùa nhỏ thì hình cái tượng hơi nhỏ chút xíu, còn chùa bự thì hình cái tượng khổng lồ luôn, toàn là cao mấy chục mét không mà vô mà nhìn mỗi cổ luôn. Ở bên phải mình là nhà thờ An Tôn. Cái nhà thờ này cũng sửa sang nhưng mà sửa sang không có nhiều. Nhà mình sẽ quẹo trái nha. Này nếu bạn đi thẳng luôn thì đi hướng về chợ gạo Gò Công rồi. Này chạy chút xíu nó tới chợ gạo rồi. Nhà mình quẹo trái qua đường Thái Sanh Hạnh. Ở bên phải mình là công an tỉnh. Ở đây người ta quét lá mà người ta cứ gom đóng gì không à. Cái này mình thấy gió nó thổi qua cái này đâu cũng vô đó à. Thường cái đóng mình chắc gom cũng mấy ngày vậy. Cái đường này nó bị mất lớp nhựa, nó lồi đá lên chạy hơi bị tưng nha. Cái đường này chỗ này hơi bị xấu. Cái đường này thì cái hướng đi vô ngay chỗ cao đẳng y tế. Lộ này như mình nhớ trước một bạn mình kêu là lộ ma vậy nè. Mấy cái quán cà phê bên trái mình rất là đông khách. Thường mình thấy mấy quán cà phê ở Mỹ Tho ít có quán nào vắng lắm. Dù nhiều khi mình đi ngang lúc dịch luôn cũng vậy nữa, lúc nào cũng có khách á. Đặc biệt là ngang chỗ mà giếng nước á, chỗ lúc nào thấy đông đúc đó. Còn ví dụ như buổi chiều thì mấy bạn đi ra ngoài bờ sông Tiền á, chiều thì ra đó người ta uống nước hoặc là ăn trái cây dĩa đồ, ta ngồi ta ngắm cảnh sông cái khu vực đó. Mình thấy buổi chiều người ta ra ta chơi rất là đông luôn, có người thì tập thể dục, có người thì câu cá đâu. Này mình chạy lại chút xíu nữa mình sẽ quẹo lên đường Học Lạc lên chợ cũ nha. Cái này thì khu phía bên phải mình thì phía trước là nhà nhưng mà phía sau vẫn có đất vườn nha. Rồi mấy cái đường phía bên phải mình nếu mà bạn quẹo đó thì bạn đi ngang chỗ khu công nghiệp Tân Mỹ Chánh đó. Có trường cao đẳng y tế thì nằm phía bên phải mình đó. Còn cái trường trước mặt mình đó là trường cao đẳng Tiền Giang. Lúc gà thì sinh viên thì cũng chưa có đi học nữa. Mới nói không đi học này, thấy bạn sinh viên đi ra không lẽ nay bắt đầu dạy rồi đây đó. Đây là trường cao đẳng Tiền Giang nha. Ở bên trái mình thấy mấy bạn đang đứng mua cơm Dương Châu. Vậy là có thể là hệ cao đẳng đại học và bắt đầu học lại hay gì vậy. Thế còn cấp 1, cấp 2 mình thấy chưa. Cái đường này đi lên chợ cũ nha, nó rất là rộng rãi luôn. Cái này phải đợi mấy cây xanh nó bự lên chút xíu nữa rồi thì mới đã. Ở đây thì hàng quán này vẫn còn đóng cửa khá là nhiều. Thường thường thì tại khu vực này thì nó gần trường học, đa phần thì sẽ phục vụ học sinh sinh viên nhiều. Mà giờ học sinh sinh viên thì mình thấy chắc chưa đi học quá nên giờ mấy cái quán này còn đóng. Thường thường thì gần mấy cái trường đại học cao đẳng đồ á, mấy cái quán ăn với mấy cái nhà trọ đồ là nó hoạt động tấp nập lắm. Mà mấy tháng nay dịch về rồi mình nghĩ nó cũng đóng cửa phá sản chắc hết một mớ rồi. Ở bên trái mình là mấy cái nhà dừa nha. Cái này là thường mấy cái dừa rau củ quả đâu. Ở bên trái mình là cái dừa đó là của rau củ quả Đà Lạt đó. Ở bên mình thường thường người ta lấy rau củ quả gì người ta bán là ta hay qua đây người ta lấy nè. Thường qua khu vực chợ cũ là người ta bỏ mối nhiều lắm. Còn không thì bạn lại chỗ chợ đầu mối chỗ cùng quay. Thường là hai cái chợ mà bên mình thì thường ta lấy rau củ quả gì người ta bán. Còn nếu mà muốn lấy cá thì đa phần đi lại những chỗ cảng cá. Bây giờ bắt đầu người ta quen dần với dịch rồi.
Nó ngồi uống cà phê tỉnh queo luôn. Này mình đi vô khu vực này của chợ cũ á nha. Nó đây thì bán trái cây, bán bông, rồi bán hoa rồi. Nói chung là mùa dịch thì mình thấy là chỉ có bán rau củ quả hoặc thịt cá thì mấy cái đó thì bán chạy đó. Còn không nó thì bán thuốc. Mình chạy ngang mấy nhà thuốc lớn đó, lúc nào thấy nó cũng đông đó. Nhiều nhà thuốc người ta ship hàng phía trước luôn. Bán đắt còn hơn tôm tươi nữa. Nếu gà thì tôm tươi thì mình thấy bán đắt không bằng. Tôm tươi mình thấy người ta rao có 101 ký mà không thấy ai mua. Còn thuốc thì lúc gà càng ngày nó càng lên mà thấy nó bán đắt suốt luôn. Nó chợ cũ thì nằm phía bên tay phải mình đó nha. Nó đa phần người ta sẽ bán dọc hai bên lộ rất là nhiều. Ở trong thì vẫn có bán đó, nhưng mà mình thấy mấy cái quầy ở trong thì có quầy mở thì không, thấy nó cũng vắng lắm. Như cái chợ này nếu vô phải khởi xe mới vô được. Ở đây thì bán hoa quả đồ quần áo đồ. Thường thì đi cái chợ ngang chợ này hay gặp mấy bà cụ lắm, cũng như ở nhà ta có rau ít rau đem ra đây người ta trải trước là ta bán, cũng như bên trái mình vậy. Có khi thấy mấy bà cụ bán bầu bí mướp rồi cũng có nữa. Nó đi ngang cái chợ mình thấy có cái đống rác vậy là mình thấy khoái rồi đó. Thường là chợ đông thì nó mới có rác đến nhiều. Còn mấy bạn đi ngang cái chợ mà sạch bông sáng bóng luôn thì đa phần ở chợ đó ế vậy đó. Mà thấy rác ngùng ngụng. Thường thì rác vậy chứ chừng 10 giờ qua 11 giờ là người ta về là người ta dọn sạch trơn hết trơn à. Tại giờ nhiều khi người ta còn đang bận buôn bán rồi người ta chưa có dọn. Nó phía trước mặt mình là công an thành phố nha. Cái đường này nếu bạn đi thẳng luôn thì cái hướng đi về chùa Vĩnh Tràng á. Còn bạn chạy lên chút xíu có ngã ba bằng đường trái thì cái hướng đi về cầu cầu Nguyễn Trãi. Và cái hướng lên đường ấp Bắc đâu luôn á. Cái này mình chạy ra đây có ngã ba nè. Mình sẽ quẹo qua đường Hoàng Hoa Thám nha. Các bạn chạy tới ngã ba nữa thì nó mới cái hướng đi lại ngay chỗ cầu Nguyễn Trãi nha. Mình quẹo qua chỗ này, cái này quay ngã ba này giống như ngã tư. Nó hình chữ V chỗ này nè. Mình quẹo qua đường bên đây. Cái này là mình đi đường đường Hoàng Hoa Thám, mình đâm lên ngay chỗ đường Phan Thanh Giản là cái đường mà cặp bờ sông Bảo Định đó. Mình sẽ quẹo qua ngay chỗ chợ Mỹ Tho. Cái đường này thì mình vô đây là khu dân cư rồi. Hai bên thì người ta bán cơm tấm hoặc là bán cà phê được không ạ? Đa phần thì trộm sớm không ạ? Chứ ít có ai mà người lạ vô khu vực này ăn lắm. Thường thì đa phần người ta buôn bán là dọc những cái trục lộ chính thì nhiều. Còn không là những cái góc đường thì mà thấy có mấy quán tạp hóa là quán cà phê rồi. Thường những cái tạp hóa này người ta cũng bán vòng vòng chòm chớm xung quanh đó mà. Nhớ như cái đường này có cái chùa cũng bự lắm nè. Rồi bên trái mình là bánh Minh Tâm. Chỗ này như là sản xuất bánh Trung Thu. Rồi bên trái mình là chùa Chân Minh nha. Có cái chùa Tùng Tu lại rất là đẹp luôn. Nhìn như là cái cung điện nha. Này mình sẽ chạy tới cuối đường luôn nha. Thường thì vô những cái con đường này thì xe cộ ít lắm. Tại vì những cái con đường này mình thấy đa phần người lạ ít ai vô lắm. Ở bên trái mình có cây bông giấy này rất là đẹp luôn. Nhiều cây bông giấy mình thấy nó nở, nó rụng hết lá luôn, nhìn rất là đã. Đó, người ta phơi quần áo rồi, mấy bà cụ thì ra phơi nắng. Mấy ông thì nhiều khi ra ngồi uống cà phê và tán dóc luôn. Mà không có người để chạy ba tờ giấy số phía trước á. Ngồi tán dóc ở sẵn đó bán giấy số luôn. Kiếm em cũng được vài ngàn, ăn được cửa sáng rồi. Tại vì thường lớn tuổi thì cũng ở nhà trông cháu và đi tới lui thôi chứ đâu có làm được gì đâu. Có người thì ở nhà bán thêm cà phê hoặc là bán thêm hút hút luôn.
chung mình cũng bán chòm sớm nữa không à. Mấy bạn trẻ thì thường giờ này đi học hoặc là không đi làm hết trơn, ở nhà đa phần chỉ còn có trẻ em với người lớn tuổi thôi, còn không là mấy bạn thất nghiệp với ở nhà. Nó đây người ta chạy là khổ đồ nó thôi. Chòm sớm mà giao thông là hiếm khi nào vô những khu rừng lắm, giao thông thường đứng ngoài lộ lớn chứ giao thông mà nhiều khi vô mấy cái chỗ vắng vắng vậy cũng ớn ớn chứ không phải giỡn đâu. Mình thấy nó rất là yên bình luôn. Người ta phơi đồ, nhiều khi người ta nấu ăn ở phía trước cửa cũng có nè. Ở phía trước mặt mình là đường Phan Thanh Giản nha. Cái này bạn quẹo phải cái hướng đi qua cầu Nguyễn Trãi á. Còn này mình quẹo trái. Không, những cái dãy nhà bên tay phải mình là nó sát sông luôn. Đa phần này toàn là nhà sàn không à. Nhà lấn ở ngoài sông á. Thường thì phía sau lúc trước thì ghe tàu nó đậu nên đa phần cái dãy nhà này ta làm nhà dựa nhiều lắm. Mà giờ hết ghe tàu rồi. Nên giờ ba cái dựa này nó cũng dẹp bớt rồi. Chỉ có còn cái khúc mà đầu đầu gần ở chỗ cầu quay ấy, thì nó còn mấy cái dựa thôi. Tại vì ngoài đó lộ lớn xe nó vô được, còn bạn đây thấy xe khá là nhỏ, xe tải đâu có vô được khu vực này đâu. Ở đây bạn thấy toàn là mấy ông bà cụ ngồi phía trước nhà không à. Thanh niên thì đa phần thì nó đi lại quán bự nó uống cà phê, còn không thì ở trong nhà ngủ giờ này chắc chưa vậy đâu. Còn không bây giờ này đi làm hết rồi. Thường thì bạn đi buổi sáng hoặc là buổi chiều thì mấy bạn gặp người già nhiều lắm. Như lúc gà mùa dịch là mình ra đường mình gặp người già bán vé số với trẻ em bán vé số lúc gà cũng hơi nhiều. Ngày xưa thì rất là ít luôn, còn giờ đi đâu cũng gặp á. Đặc biệt là con nít mà chừng cấp 1 á, chừng 7-8 tuổi nha. Là mình thấy đi bán vé số lúc gà càng ngày càng nhiều. Ở Mỹ Tho cũng hay gặp lắm. Còn không mà chạy lại những ngã tư hay gặp người ăn xin cũng có nữa. Nói này mình chạy tới cầu quay rồi nha. Phía trước mặt mình là chợ đầu mối, này mình sẽ quẹo phải nha. Giờ mình chạy lên chợ Mỹ Tho, cái cho bạn coi cái chợ Mỹ Tho cái nữa rồi mình đi về luôn. Bữa nay là mùng 9 là đẹp ngày. Nên chợ rồi nó cũng đông đúc hơn nữa. Để coi chợ Mỹ Tho nó khá khá ăn bữa hổm không. Bữa hổm đi gì thấy gầu quá. Phía trước mặt mình nó là chợ Mỹ Tho nha. Khu vực này thì bán toàn là máy móc với ba cái đồ sắt đâu không à. Ống nước, đồ, bao mũ, ni lông, đồ bình, đồ đủ kiểu hết. Vô đây chút xíu này là bán khô. Thường thì đi buổi này người ta phơi khô ít, đi mà khoảng chừng buổi xế trưa với chiều người ta phơi khô ra ngoài lộ nhiều lắm. Đó đây quá trời khô luôn rồi. Còn bên trái thì bán ba cái đồ gia dụng nữa không à. Nói bên trái mình là nhà lồng chợ nha. Nhà lồng chợ thì phía ngoài nó bán cũng ít lắm. Nó còn bên phải là chợ nhà cá. Chợ nhà cá thì nó cũng được chứ nó cũng không đông lắm. Chứ lúc trước là mình đi là cái chợ này lúc nào nó cũng ướt nhẹp á. Thậm chí là người ta đi nhiều quá nó lên sình luôn. Nói cái anh bên trái mình anh đang phơi khô á. Ở đây lúc gà thì nó vắng nên người ta phơi khô giữa lộ là bình thường. Chứ lúc trước là không có chỗ đậu xe nó lấy đâu phơi khô. Cái này nếu mà bạn muốn coi là chợ Mỹ Tho các bạn kiếm là mấy clip trước của mình đó nha. Mấy clip trước thì mình chạy vòng vòng cái chợ này mình làm rất là kỹ. Còn nay mình chỉ chạy sơ sơ thôi. Coi có nó đông hơn không. Bữa nay thì mình đi mình thấy nó đỡ hơn bữa rồi. Thường thì ở Mỹ Tho thì chợ mà gần Tết đó, rất là đông luôn. Chợ nào cũng vậy, ở dưới quê mình cũng vậy nữa. Bữa nay thì tại mùng 9 đẹp trời, nhiều quán nó khai trương lại rồi. Nó mình chạy mình quay. Ở đây thì bán giải dốc được không ạ. Ở phía trước mặt mình nó là chợ Hàng Bông nha. Chợ Hàng Bông này đóng cửa mấy năm nay rồi, không biết là làm cái gì. Bữa rồi thì mình đi ngang khu vực chợ này thì mấy cái bác quản lý chợ thì đang đi từng ra
Bởi vì nên người ta dọn vô với chợ nó cũng vắng nữa. Thường mấy bạn đi khu vực mà gần chợ chợ mà gần Tết đó nha, là quản lý chợ hay đi từng lắm. Mà mỗi lần đi từng vậy thì bạn hàng nhiều người người ta bán hàng rong á, người ta dọt. Người thì hụt vô, người thì chạy né chỗ khác. Ví dụ như đi từng đầu chợ đi, người ta chạy tới cuối chợ, tới từng tới cuối chợ hay nó bọc ra đầu chợ. Tại vì nhìn cái chợ như vậy nó cũng hơi vắng nữa. Tại vì thường là dịp Tết thì người ta buôn bán nhiều lắm. Nhưng người ta lấn chiếm lòng lề đường cũng kinh khủng lắm. Ở phía trước mặt mình nó là như là cái hồ bơi của trường Nguyễn Đình Chiểu, hồ bơi với sân tennis luôn. Mình nhớ lúc trước những cái này là cái trường học thôi, vậy mà nay nó sửa lại thành cái hồ bơi với cái sân tennis rồi. Coi trên bản đồ mình thấy nó là mặt sau của trường Nguyễn Đình Chiểu. Khu vực này thì ta ra vào người ta bán đồ trang trí đúng không ạ? Nó bán ba cái giỏ quà, bán bông, bán hoa giả đồ. Bao lì xì đồ nữa, lúc gà bắt đầu người ta bán rồi. Này mình sẽ quay phải qua đường Lê Văn Việt nha. Ở đây có cái quán cà phê nét xưa nè. Mình lúc trước thì mình cũng hay ghé đây mình uống cà phê với ăn sáng lắm. Ở đây thì giá nó hơi mắc nha. Thì như là nó tới 7-80 thì một phần lắm. Còn cái quán rất là đông luôn. Còn ở bên mình hiện thường ăn dĩa cơm mà có 20 mà uống ly cà phê 10 ngàn nó là 30 mà. Còn nếu mà qua đây thì chắc khoảng gần 100 ngàn. Rồi qua bên phải mình có cái quán cà phê này nó dẹp luôn rồi, nó phá sản luôn rồi. Chứ lúc trước mình thấy sát bên cái quán này cũng bự lắm. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.